Chào mừng các anh chị và các bạn đã quay trở lại kênh YouTube Phạm Đăng Khoa Realtors, kênh YouTube chuyên cung cấp thông tin bất động sản cũng như cập nhật tiến độ thi công các công trình xây dựng và hạ tầng giao thông. Hôm nay Khoa xin giới thiệu cho các anh chị và các bạn video clip về Vinhomes Phan Bắc quận 9. Video này được quay vào buổi chiều tối khoảng 6 giờ rưỡi. Thì lúc đó những cái ánh đèn từ những cái ô cửa sổ từ những căn hộ mà đang được hoàn thiện nội thất bên trong đã được sáng đèn. Anh chị thấy là ban đêm và buổi tối những cái tòa căn hộ của phân khu 1 được rainbow rất là đẹp, lung linh cả một khu vực. Thì chúng ta thấy là có thể tưởng tượng được là vào buổi tối khi mà 10.000 căn hộ của 17 tòa phân khu được rainbow phân khu 1 được bàn giao hết thì khu vực này vô cùng nhộn nhịp và bừng sáng cả một khu vực khi mà vào buổi tối ban đêm. Lúc đó thì ở bên dưới những công viên cũng đã có những cái hoạt động vui chơi, giải trí, thể dục thể thao của cư dân và những căn shop house cũng đã được đi vào hoạt động cho thuê. Các anh chị nào đang sở hữu căn hộ của phân khu The Rainbow, nếu có một nhu cầu muốn ký gửi cho thuê hay là chuyển nhượng lại, hãy liên hệ với mình qua số điện thoại là 0979 676655. Nếu các anh chị không tiện gọi điện thoại thì có thể liên hệ qua Zalo, Viber, Telegram. Trên màn hình của chúng ta đó là những phân khu S1, 01, 02, 03, 05 và 06. Thì hiện bắt đầu bàn giao cho cư dân, những căn hộ đầu tiên sẽ là vào ngày 20 tháng 6. Thì những cái tòa nhà mà 24 tầng, 26 tầng thì sẽ được bàn giao trước so với những tòa có 35 tầng. Các anh chị hãy check email thường xuyên hơn, vì chủ đầu tư cũng đang có những email đầu tiên gửi đến những cư dân của mình về cái thời gian cụ thể để nhận bàn giao căn hộ. Thì đa số là các căn hộ sẽ được bàn giao cơ bản và không có bếp, nên là các anh chị có thể liên hệ với những cái đơn vị mà thi công lắp đặt bếp nội thất để hoàn thiện cho mình hơn. Lúc đó thì có thể dễ dàng để cho thuê. Những giai đoạn đầu này thì lúc đó các khu tiện ích chưa có hoạt động nhiều và cái nhu cầu cho thuê ở đây rất là lớn, nên việc mà cho thuê được giá sẽ rất là khó trong thời điểm này. Các anh chị hãy cân nhắc. Chúng ta có thể thấy được phân khu S5 với công viên cầu vồng. Thì điểm nhấn của phân khu The Rainbow của chúng ta đó chính là công viên cầu vồng. Công viên cầu vồng ở trên đó thì chúng ta thấy khá là nhỏ, nhưng mà kia bên dưới rất là rộng lớn nha các anh chị, là đèn rất là đẹp. Thì hiện Khoa cũng đang nhận booking cho phân khu thứ hai sát bên, đó chính là phân khu theo phong cách của Nhật Bản, The Origami. Thì phân khu này dự kiến là cũng có khoảng 10.000 căn hộ và mật độ xây dựng là chắc chắn là sẽ thấp hơn, vì tòa cao nhất chỉ có khoảng 30 tầng thôi, trong số 21 tòa khoảng 21 tòa căn hộ. Thì cái phong cách thiết kế này là của Nhật Bản, vì đa số cái vốn quỹ đầu tư đã mua lại gần như phần lớn của phân khu The Origami, nên chắc chắn ở bên trong sẽ có sự thay đổi theo cái văn hóa phong tục tập quán của người Nhật. Ngoài ra ở bên dưới sẽ có những cái hồ non bộ, hồ cá koi
và những cái trang trí tiểu cảnh của theo phong cách Nhật Bản ở đây. Vừa qua vào đầu giữa tháng 5, cuối tháng 5, đầu tháng 6 thì cũng đã mở bán những căn nhà phố shophouse đầu tiên của cái phân khu nhà phố thấp tầng The Manhattan sát công viên 36 hectare. Thì cái lượng tiêu thụ cũng khá là lớn và cái giá thì chắc chắn là sẽ không rẻ được, vì anh chị có biết cũng biết là sẽ bàn giao là thô, nhưng mà một trệt 4 lầu hoặc là tới 5 lầu và một tầng tâm, nên cái tổng diện tích mà xây dựng cái sử dụng rất là lớn. Thì phân khu The Grand Manhattan có những cái diện tích đất như 84m², 108m², 126m², 180m² và 200m², cho tới những cái khu biệt thự shophouse, biệt thự boutique villa để kinh doanh buôn bán khá là nhộn nhịp ở những cái góc của cái phân khu ở vị trí đẹp nhất. Hiện bây giờ vẫn còn một số căn, các anh chị nào mà có nhu cầu về nhà phố này thì hãy liên hệ với Khoa qua số điện thoại trên màn hình để được tư vấn thêm. Thì phân khu nhà phố của Manhattan, của Vin, hầu như là cái cách bán hàng rất là khác biệt so với những chủ đầu tư khác, nên phải thật là kỹ trong vấn đề tư vấn cho các anh chị về cái thủ tục để mua căn hộ, mua căn nhà phố và việc làm hồ sơ giấy tờ. Ngoài ra 500 căn Manhattan đó thì cũng gần hết để chuẩn bị sẽ mở bán tiếp khu nhà phố sát bên mang tên là Dioxit, ngay gần sông tắc của chúng ta hơn. Thì có cái số lượng căn nhà phố nhiều hơn, khoảng 900 căn so với 500 căn của The Manhattan. Và được biết là giá thì cũng mềm hơn khá là nhiều, vì tổng diện tích xây dựng sẽ thấp hơn, một trệt 3 lầu hoặc là một trệt 4 lầu, và diện tích đất cũng sẽ nhỏ hơn, nên các anh chị có thể vừa túi tiền hơn so với phân khu The Manhattan. Đó là những cái hình ảnh ban đêm của phân khu của dự án Vinhomes Grand Park quận 9 của chúng ta. Thì một ngày không xa lắm thì cả khu đô thị này mọc lên, sẽ kéo cái sự phát triển cho cả quận 9 nói riêng và cả thành phố phía đông của chúng ta nói chung, bao gồm quận 2, quận 9 và Thủ Đức. Bây giờ mời các chị và bạn chúng ta tiếp tục theo dõi những cái hình ảnh ban đêm tại cái công trường của giảng viên Hamran Bắc. Nếu các anh chị thấy kênh YouTube này hữu ích cho mình, vui lòng đăng ký subscribe kênh bên dưới để theo dõi các video clip mới nhất mà Khoa sẽ đăng ở các khu vực khác nhau. Xin chào và hẹn gặp lại các anh chị trong các video clip tiếp theo.